Ba câu hỏi này được bắt đầu từ bé Anh Minh. Cũng lại là liên quan tới việc quà Noel của các con đây nhé. Cái vấn đề là các con sẽ thường được nhận quà Noel như thế nào? Thứ nhất là do ông già Noel mang tới nhà cho con. Thứ hai là sáng sớm thức dậy đã thấy quà nằm ở trong nhà con rồi. Thứ ba là ba mẹ bạn mang về cho bạn. Dạ thưa cô Quỳnh Hương, ba mẹ mang về cho con. Cảm ơn con. Chúng ta lắng nghe ý kiến của bạn Thảo Nhi. Thưa cô, ông già Noel mang quà đến cho con. Ông già Noel mang đến cho con có thích không? Dạ thích. Rồi giữa cái chuyện mà ông già Noel đem đến cho con với lại buổi sáng thức dậy con thấy nằm ở dưới gốc cây thông thì con sẽ thích cái hình thức nào hơn? Dạ con thích ông già Noel tặng quà cho con. Đúng rồi, con mới vừa nói với cô Quỳnh Hương với chị Xuân Nghi là con không tin có ông già Noel thì làm sao có ông già Noel đem đến cho con được? Dạ là những người giả làm Noel sẽ mang những món quà mà mẹ mình nói mang đến cho con. Rồi biết hết trơn à, biết bí mật hết trơn à. Nhưng mà vẫn thấy vui phải không nè? Dạ. Cảm ơn con. Thế còn bé Thiên Phúc con nghĩ như thế nào? Dạ thưa cô, ba mẹ con tặng cho con. Vậy hả, chứ không bao giờ có ông già Noel đó hả? Không. Vậy con có muốn có một ngày nào đó có ông già Noel đem tới cho con không? Dạ muốn. Cũng muốn, cảm ơn con rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chào đón các vị phụ huynh trở lại với trường quay. Quỳnh Hương xin được bắt đầu câu đầu tiên với mẹ Hồng nha. À, theo chị thì bé làm sao để có thư gửi cho ông già Noel? Thứ nhất là bé nhờ ba mẹ viết. Thứ hai là bé không gửi thư cho ông già Noel. Và thứ ba là bé sẽ tự viết lấy. Em nghĩ là bé tự viết lấy ạ. Hồi nãy con nói là con không có viết thư cho ông già Noel. Và như vậy sẽ chưa có điểm đầu tiên dành cho gia đình của mình. Xin được mời ba Thanh Nhân. Theo như tôi được biết thì bé sẽ nhờ ba mẹ viết giùm. Anh có bao giờ viết được cái thư nào cho ông già Noel giùm con chưa ạ? Thông thường thì mẹ viết thay ạ. Dạ. Nhưng mà mẹ có viết chưa ạ? Hình như có một lần. Dạ có một lần. Như vậy thì tại con mắc cỡ rồi đúng không? Nên nãy con không có chịu nhận với cô Quỳnh Hương, cho nên cũng chưa trùng khớp với ba và chưa ghi được điểm cho con rồi. Xin được mời mẹ Kim Loan. Theo tôi thì bé sẽ nhờ ba mẹ viết. Chị đã viết bao giờ chưa hay là cha cháu đã viết bao giờ chưa? Có viết. Cũng có rồi phải không ạ? Đúng ạ. Quỳnh Hương lấy làm lạ ghê. Xuân Nghi, con có thấy lạ không? Tại sao mà các bậc bố mẹ đều nhận là đã viết rồi mà tại sao ba bạn đều chối đây đẩy là đã chưa từng viết trong vào Noel? Không hiểu là tại sao như vậy nữa. Cho nên như hai vị phụ huynh kia, chị cũng chưa ghi được điểm đầu tiên cho gia đình. Chúng ta hãy đến với câu hỏi thứ hai. Câu hỏi này bắt đầu từ ba Thanh Nhân. Giả sử là cháu có viết thật nha, thì cháu sẽ có mong muốn gì khi viết thư gửi cho ông già Noel? Xin được mời ba Thanh Nhân. Thông thường thì trong lá thư đó cháu sẽ viết là chúc cho ba mẹ được mạnh khỏe và được thương yêu nhiều hơn từ ba mẹ. Nếu cho thêm ý nữa thì anh sẽ nói gì? Ý là con được học giỏi để ba mẹ vui lòng. Như vậy có nghĩa là anh vẫn chưa nói được điều con muốn nói và như vậy chưa ghi được 100 điểm cho gia đình của mình. Nhưng điều đó là điều gì thì Quỳnh Hương xin phép được giấu để một hồi cuối cùng mới công bố. Xin được mời mẹ Kim Loan. Bé sẽ nhờ là mẹ viết là coi như chúc cho ba mẹ vui vẻ, hạnh phúc. Và cái điều quan trọng là ba mẹ phải tặng quà cho con trong ngày Noel. Nhưng mà bây giờ chỉ được chọn một trong hai thôi. Tặng quà. Tặng quà, đó là điều mà con mong muốn và 100 điểm dành cho gia đình của con. Chúc mừng. Xin được mời mẹ Hồng. Dạ, em nghĩ cháu sẽ mong được tặng quà. Thực ra là cháu sẽ muốn cái gì, chị có biết không? Cháu rất thích búp bê Barbie, vì vậy em nghĩ là cháu sẽ mong ông già Noel tặng cho mình búp bê Barbie ạ. Ở nhà mình có mấy con rồi? Dạ, có 2 con. Bây giờ mình sẽ thêm một con nữa thì chắc cũng không dư đúng không nào? Dạ. 100 điểm dành cho gia đình của con. Chúc mừng. Vậy thì bây giờ cho Quỳnh Hương quay trở lại anh Thanh Nhân. Anh đã đoán được là con đã viết gì trong thư gửi ông già Noel chưa ạ? Dạ biết ạ. Đó là gì ạ? Mong được cho mẹ tặng quà. Chính xác. Và như vậy anh nên rút kinh nghiệm nha. Cảm ơn anh. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang câu hỏi thứ ba. Câu hỏi này được bắt đầu từ mẹ Kim Loan. Bé thường nhận được quà Noel bằng cách nào?
Thứ nhất là sáng sớm thức dậy đã thấy quà có sẵn ra trong nhà rồi. Thứ hai là ba mẹ sẽ mang về và trao cho bé. Và thứ ba là ông già Noel mang tới nhà cho con. Xin chọn đáp án thứ ba. Đó là gì ạ? Ông già mang đến quà cho con. Đã bao giờ mà ông già Noel đã mang tới cho nhà mình chưa? Đã từng mang tới rồi. Con nói là ba mẹ mang về cho con, cho nên chưa ghi được 50 điểm cho câu hỏi này. Xin được mời mẹ Hồng. Dạ, em nghĩ là cháu sẽ thích ông già Noel mang đến tặng quà cho mình. Không phải là thích mà là thường. Cháu đã thường nhận được quà Noel bằng cách nào cơ? Dạ, bằng cách là ông già Noel mang đến nhà. Bao nhiêu lần rồi hả chị? Em cũng không nhớ rõ lắm, nhưng mà đã có lần ông già Noel mang quà đến cho cháu. Nhưng mà chị có biết không, Quỳnh Hương tiết lộ cho chị một sự thật nha. Dạ. Là cháu không hề tin ông già Noel. Cho nên cái điều đó chị thấy là chị sẽ đúng và chị sai. Em vẫn chọn ạ. Cái điều đó đâu có quan trọng đúng không? Bởi vì con biết thừa rằng không có ông già Noel, chỉ có trong cổ tích thôi. Nhưng con vẫn thích có một chú nào đó đóng vai ông già Noel đem quà tới cho con. Và điều đó sẽ đem đến cho gia đình mình 50 điểm. Chúc mừng con. Xin được mời ba Thanh Nhân. Tôi nghĩ là cháu thích được quà từ cha mẹ hơn. Cháu sẽ thích nhận quà từ cha mẹ. Vì sao là như vậy? Quỳnh Hương nghĩ là con nít đứa nào cũng phải muốn có ông già Noel, hoặc là sáng sớm mở mắt ra thì phải có quà ở gốc cây thông rồi chứ ạ. Tại vì giống như cháu kế bên thì cháu ở nhà cũng không tin là có ông già Noel trong sự thật ạ. Mà thiệt vậy, con đâu có tin có ông già Noel thiệt đâu. Cho nên riêng với câu hỏi này chúng ta sẽ làm như thế nào hả con? Cô Quỳnh Hương hỏi ý kiến con đây. Tặng điểm cho con hay là không tặng điểm cho con? Tặng điểm. Mà tặng bao nhiêu điểm đây? Con không biết. Không biết sao mà không biết được. Chị Xuân Nghi, chúng ta sẽ quyết định tặng cho gia đình của bạn Thiên Phúc 50 điểm nữa. Chúc mừng. Kết thúc vòng chơi đầu tiên, chúng ta sẽ cùng lắng nghe bé Xuân Nghi công bố số điểm của cả ba gia đình nhé. Kết thúc vòng thi thứ nhất, gia đình bạn Thiên Phúc ghi được 50 điểm. Gia đình bạn Anh Minh ghi được 100 điểm. Và gia đình bạn Thảo Nhi ghi được 150 điểm. Xin chúc mừng cả ba gia đình. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với trò chơi bí mật gia đình và vòng chơi thứ hai. Ở vòng chơi này thì đến lượt các bé đã được vào trong cùng với chị Xuân Nghi chơi đùa, xem truyện tranh và nghe nhạc hoàn toàn tách biệt với không gian của chúng ta bên ngoài. Trong lúc đó thì ba vị phụ huynh cùng ở lại trường quay và sẽ cùng nhau vượt qua ba câu hỏi. Sẽ có hai câu hỏi là câu hỏi mở, các bố mẹ sẽ ghi được 100 điểm nếu có câu trả lời trùng khớp với con. Và một câu hỏi duy nhất là câu hỏi có đáp án có sẵn, bố hoặc mẹ sẽ ghi được 50 điểm nếu có câu trả lời trùng khớp với con của mình. Chúng ta hãy cùng bắt đầu câu hỏi đầu tiên với mẹ Hồng. Mẹ Hồng ơi, nếu mà con không thích món quà mà ông già Noel tặng cho con thì con thường làm gì ạ? Theo cá tính của Thảo Nhi á, thì em nghĩ khi mà được nhận một món quà dù là không thích nhưng mà bé sẽ nhận, nhưng mà sau đó bé sẽ không chơi. Yeah. Bé có chê ra mặt không hay là im lặng thôi? Hơi buồn nhưng mà không nói ra. Cảm ơn chị. Mời ba Thanh Nhân. Theo tôi nghĩ thì thông thường bé Phúc khi nhận được quà thì rất là vui, nhưng mà nếu mà cái món quà cháu không thích thì cháu sẽ dành tặng lại cho người khác. Thế cháu không nghĩ là làm như vậy thì sẽ bị ông già Noel, tức là ba hay mẹ buồn hay sao? Cái đó thì tùy cái món quà. Đã từng bao giờ xảy ra trong trước đây chưa hả? Cũng may mắn là chưa. Xin được mời mẹ Kim Loan. Thường thì nếu mà bé không có đồng ý món quà đó thì bé vẫn chơi và im lặng, không có chê khen gì hết. Im lặng và chơi, tuy nhiên là không bày tỏ sự sốt sắng sao? Đúng rồi. Cảm ơn mẹ Kim Loan. Câu thứ hai xin được bắt đầu từ ba Thanh Nhân. Bé sẽ thích điều gì hơn khi nhận được quà của ông già Noel? Thứ nhất là bé sẽ thích những cái món quà mà ông tặng theo đúng mong ước của bé. Tức là bé ước được cái gì đó thì bây giờ là ông già tặng đúng ngay cái món mà bé thích. Cái thứ hai là bé thích những lá thư mà ông già Noel trả lời cho em. Thứ ba là bé thích cả thư và quà của ông luôn. Theo tôi nghĩ là bé Phúc sẽ chọn cái đáp án thứ ba. Đó là? Cả thư và quà luôn ạ. Cả thư và quà của ông già Noel. Cảm ơn. Xin được mời mẹ Kim Loan. Theo tôi thì bé sẽ thích món quà từ ông già tặng đến. Vì sao chị lại không nghĩ là thư hoặc là cả quà cả thư?
là bởi vì cháu rất là thích quà Noel và ước từ trước là khi mà ông già Noel tới mùa Noel thì con sẽ ước được ông già tặng đúng như ý con. Cảm ơn mẹ Kim Loan. Mời mẹ Hồng. Em nghĩ là Thảo Nhi sẽ thích được cả quà cả thư ạ. Cảm ơn chị. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang câu hỏi thứ ba. Câu hỏi này được bắt đầu từ mẹ Kim Loan nhé. Gia đình mình thường làm món ăn ngon nào trong dịp Giáng sinh? Trong mùa Giáng sinh gia đình hay thưởng thức cái món gà rán. Gà rán. Gà rán. Nghe thơm quá, nghe đói bụng quá. Cảm ơn mẹ Kim Loan. Mời mẹ Hồng. Dạ, thông thường Giáng sinh thì em hay dắt gia đình đi ăn. Có thể là ăn lẩu hải sản ạ. Món này chắc là chỉ có Giáng sinh Việt Nam mới có đúng không ạ? Mời ba Thanh Nhân. Thông thường thì trong mùa Giáng sinh cháu thích được ăn bánh kem ạ. Cảm ơn anh Thanh Nhân. Như vậy thì cả ba phụ huynh cũng đã trả lời xong các câu hỏi. Bây giờ sẽ là lúc chúng ta chào đón các em bé trở lại với trường quay. Cô Quỳnh Hương muốn kiểm tra lại câu hỏi một lần nữa với các bé nào. Hồi đó giờ con đã bao giờ con nhận được một món quà gì của ông già Noel mà con không thích chưa? Dạ chưa. Vậy thì bây giờ tưởng tượng ra một chuyện là sẽ có những lúc mà ông già Noel không có nghe được cái mong ước của con, tặng được món quà không thích lắm, thì lúc đó con sẽ làm gì? Nếu món quà đó con không thích thì con sẽ để dành, mai mốt có em con sẽ nhường lại cho em. À, ý con muốn nói là con sẽ chơi cái món quà đó hay không? Dạ có. Con sẽ để dành lại cho em mà con cũng chơi rồi, lấy gì đâu mà con để dành lại cho em. Dạ. Những lúc mà buồn buồn thì lấy ra nó chơi. Hồi nãy mà con nói chữ để dành là được rồi. Cái xong có cô Quỳnh Hương hỏi thêm là có chơi hay không. Cái con nói có chơi, cái mặt mẹ buông vậy đó. Tại vì nãy mà nếu mà để dành mà mình không chơi là đúng ý mẹ luôn. Mẹ nói nếu con không thích thì con sẽ vẫn nhận mà con không có chơi. Cho nên là chưa ghi được 100 điểm cho câu hỏi này. Chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của bạn Thiên Phúc nào. Con cũng sẽ lấy chơi. Ủa vậy hả? Con không thích sao con chơi được? Con nhất con định chơi. Là con sẽ chơi chứ. Dạ có. À, tôi thấy là anh Thanh Nhân cười một nụ cười bí hiểm, không biết là anh đang vui hay là anh đang buồn. Thực ra thì anh thấy là ý kiến của anh như vậy là trùng với con hay không ạ? Chưa được trùng lắm ạ. Chúng ta sẽ quyết định là chưa tặng cho anh 100 điểm cho câu hỏi này. Chúng ta hãy cùng lắng nghe ý kiến của bạn Anh Minh nào. Con nghĩ sao? Con sẽ lấy ra chơi. Con cũng sẽ lấy ra chơi. Nhưng mà thật ra con không thích thì làm sao con chơi được? Dạ, chơi được. 100 điểm dành cho gia đình của mình. Chúc mừng con. Chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi thứ hai. Câu hỏi này được bắt đầu từ bé Thiên Phúc nhé. Con ơi, khi mà nhận được cái gì đó từ ông già Noel thì con sẽ thích cái gì hơn nha? Thứ nhất là con sẽ thích có được những lá thư của ông già Noel gửi thư cho con. Thứ hai là con thích cả thư và quà của ông gửi cho con. Thứ ba là con thích những món quà của con, của ông tặng cho con theo mong ước của con. Ông già Noel tặng theo mong ước của con. Con có thích thêm cái thư nữa không? Dạ không. Đó, ba thấy chưa? Mới thấy rằng là người lớn chúng ta còn lãng mạn hơn trẻ con, cho nên chúng ta mới cần thư, còn trẻ con thì không. Cho nên vẫn chưa ghi được 50 điểm cho câu hỏi này. Chúng ta hãy cùng lắng nghe ý kiến của bạn Anh Minh nào. Con sẽ không cần thư. Con cũng sẽ không cần thư. Con cần cái gì thôi? Con cần quà. Con cần quà thôi. Mẹ ơi, hồi nãy mẹ phải nói là mẹ chỉ cần quà thôi đúng không ạ? Thật ra cô Quỳnh Hương nghe hơi buồn chút á. Mình sống mình phải lãng mạn chút với con. Mình tưởng tượng như có ông già Noel mình sẽ thấy vui hơn. Nhưng mà không sao. Trong trường hợp này điều đó đã khớp ý kiến của mẹ. Và 50 điểm dành cho gia đình của con. Chúc mừng. Chúng ta cùng đến ý kiến của bạn Thảo Nhi nè. Dạ con thích được nhận thư và quà. Thế con nghĩ rằng ông già Noel sẽ viết cái gì cho con ở trong cái thư đó? Chúc những điều may mắn. Hồi nãy mẹ đã nói rằng là con đã thích cả thư và quà. Và điều đó hoàn toàn trùng khớp ý kiến của con. 50 điểm dành cho gia đình của con. Chúc mừng. Chúng ta còn một câu hỏi cuối cùng. Và câu hỏi này được bắt đầu từ bé Anh Minh.
cô Quỳnh Hương thấy cái tạng của con hơi tròn tròn, chắc là con thích ăn uống rồi, phải không? Dạ. Có thích không? Dạ có. Rồi, như vậy thì hẳn con sẽ nhớ. Rồi, nói xong còn chép miệng cái nữa. Bây giờ cô Quỳnh Hương rất là muốn con nhớ xem là trong dịp Giáng sinh thì gia đình con thường ăn món ngon nào? À, bánh kem. Ngoài bánh kem ăn gì nữa? Không ăn gì hết. Thiệt luôn hả? Không ăn gì nữa luôn. Thế còn ăn gà rán có ăn không? Dạ không. Thấy chưa, vậy mà là mẹ nhớ lộn rồi. Mẹ lại nhớ là con gia đình mình thường ăn gà rán, cho nên chưa ghi được 100 điểm cho câu hỏi này. Biết thật. Chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của bạn Thảo Nhi. Gia đình con thường ăn gà rán. Gà rán hả? Thế ăn gì nữa? Gà cua răng me. Còn gì nữa? Nhiều món ngon quá hà. Không. Có ăn lẩu hải sản không? Dạ có. Rồi, vậy là món đó món số 3 đó. Mà quá ra nãy mẹ nhớ lên món số 1, thành ra chưa ghi được 100 điểm. Bạn Thiên Phúc có nhớ nhà mình ăn món gì trong Giáng sinh không? Có. Món gì con? Bánh kem. Cái bánh kem hình gì? Có phải hình tròn không? Dạ phải. Ồ, cô Quỳnh Hương nhớ là Giáng sinh hình như mình không có ăn bánh kem hình tròn mà hình cây thông đúng không? Hình khúc gỗ, mình còn gọi là bánh bush, đúng không nè? Nhưng mà dù cho bánh gì, hình gì không quan trọng, miễn sao con nói được chữ bánh kem là tặng cho gia đình con 100 điểm. Chúc mừng con. Kết thúc cả hai vòng chơi, chúng ta sẽ cùng nghe bé Xuân Nghi công bố số điểm của cả hai gia đình nhé. Kết thúc vòng thi thứ hai, gia đình bạn Thiên Phúc ghi được 150 điểm. Gia đình bạn Thảo Nhi ghi được 200 điểm. Như vậy cả hai gia đình bạn sẽ rời khỏi cuộc chơi và mỗi gia đình sẽ nhận được 1.500.000 đồng tiền thưởng. Riêng gia đình bạn Anh Minh 250 điểm sẽ được 2 triệu đồng tiền thưởng và bước vào vòng đặc biệt. Xin chúc mừng bạn. Mỗi gia đình khi đến đây chơi ngày hôm nay sẽ nhận được một giỏ quà từ phía nhãn hàng Ajinomoto, công ty Ajinomoto Việt Nam. Và ngoài ra thì chú heo xinh xắn mang tên Ajinomoto này cũng sẽ theo chân ba bạn nhỏ về nhà. Xin được cảm ơn cả ba gia đình cùng đến đây chơi ngày hôm nay.